mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Xin chào quý khách, hôm nay siêu thị Hải Minh sẽ giới thiệu cho quý khách dòng máy đo nồng độ cồn Centech AL2600. Sau đây tôi sẽ mở sản phẩm. Quý khách có thể thấy dòng máy đo nồng độ cồn Centech AL2600 có thiết kế nhỏ gọn. Máy dùng để đo nồng độ cồn cho rượu, bia hoặc là rượu vang. Máy cũng có đóng góp rất quan trọng trong ngành giao thông để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, hạn chế tối đa những tình trạng như là tai nạn giao thông không đáng có. Trọng lượng của máy rất nhỏ gọn, chỉ 8,7 gram, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho việc cầm tay. Tỷ lệ sai lệch của máy chỉ cộng trừ 0,1. Máy có chế độ tắt nguồn để khi không sử dụng có thể tiết kiệm pin. Sau đây, siêu thị Hải Minh sẽ hướng dẫn cho quý khách cách sử dụng dòng máy đo nồng độ cồn Centech AL2600. Để khởi động máy, quý khách vui lòng bấm vào nút nguồn và chờ trong vòng 20 giây. Khi máy tự động chạy về điểm 0, có nghĩa là máy đã khởi động và có thể sử dụng được. Hiện tại trong người tôi không có nồng độ cồn, do vậy máy sẽ vẫn giữ ở mức 0. Để tắt máy, quý khách vui lòng giữ lại vào nút nguồn. Máy đo nồng độ cồn Centech AL2600 được siêu thị Hải Minh nhập khẩu trực tiếp, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, giao hàng toàn quốc, bảo hành 6 tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị máy đo khác như máy đo độ ồn, máy đo tốc độ, máy đo độ pH. Quý khách vui lòng truy cập siêu thị điện máy chính hãng.vn hoặc siêu thị Hải Minh.vn để tham khảo thêm. Để được tư vấn hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0835102786, 022535 28299 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.